Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Như các bạn đã nhìn thấy dưới tiêu đề thì trong video ngày hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi một vòng Đà Lạt để ăn những cái món mà mình kiểu thường xuyên ăn ở đây. Bởi vì mình sinh ra ở Đà Lạt nên hầu như mình đã thử tất cả các món ở đây rồi. Tuy nhiên thì có một số món ăn để lại trong tim mình một tình cảm rất là lớn, nên mà mình mỗi lần đi đâu xa thì mình luôn nhớ về những món ăn này. Thì hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi thử những món ăn này ở Đà Lạt. Và đương nhiên là mình không có đi một mình, mà hôm nay mình sẽ có hai khách mời. So, here you go. Đây là hai khách mời của chúng ta. Hai khách mời hãy Hello. Một người là người Việt Nam, còn một người là người Hàn Quốc. This is a Vietnamese guy, this is a Korean guy. And đương nhiên là cái bạn người Việt này thì không có gì đặc biệt hết, tại bạn cũng chỉ là người Việt ở Đà Lạt thôi. But this guy, he's gonna be your star today because cái bạn này là người Hàn Quốc và mình cảm thấy rất là kiểu excited đó, bởi vì mình có thể dắt bạn đi lung tung để thử những cái món ăn mà mình cảm thấy là nó ngon và không biết là bạn có thấy ngon hay không. So say hi. Xin chào các bạn. Oh, he can speak Vietnamese. Blah blah blah, first date. Okay, so here you go. Xin chào các bạn. Okay. Hello. Okay, so không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay luôn nha. It's very deep. But I still have a lot. Hey, và món đầu tiên chúng ta sẽ thử là bánh tráng trộn. Và đây là hai thanh niên. Đây đến hơn nhé. Đường nhé kinh khủng. Yo. Ok, và chúng ta là vừa về nhà rồi. Come on, come on. Bạn này đang bị chê sáng một cách trầm trọng. Yeah, you can come closer. Here comes his face. Bạn này cũng rất là đẹp trai đúng không? And he is also very handsome too. Yes, thank you. Chào. Okay, so bởi vì ngoài kia là trời nó kiểu rất là ồn, xe chạy qua xe chạy lại nên mình sợ là các bạn sẽ không nghe thấy, nên mình quyết định là sẽ mang về nhà và ăn. And then I think the audience will see you. Okay. So here we go. Đây là ba vịt bánh tráng trộn. Okay, và bạn này thì đương nhiên là biết rồi. And do you have this in your country? No, of course no. Of course no. You have tried this before, right? I tried it already. And then, how do you think of it? I think it's okay, but not my favorite. Your favorite? In here we have a lot of toppings. Which one do you like best? I like the egg. The egg? Yes. me too. And yến thắc kỳ nhá. I think the flavor is not bad. I mean, it's rich. Nó có vẻ rất là đậm đà mà. Không biết video này mình có phải làm sắc không hả? Nghĩa chuyện làm sắc lửa quá. Chắc không cần không? Tại trong cái này chắc là máy thơ lửa. Ok. So, I think it's okay. Better than last time I ate this one. See? So this place is better, right? Yeah. It depends on which place you eat. Nó cũng tùy nơi nữa các bạn. Cái chỗ này là mình mua ở trước trường Nguyễn Trãi. Mà có chỗ mình ăn từ hồi nhỏ rồi. Nên là, nói chung là nó rất là ngon. You need to show your handsome face. You too. I'm a bit shy, so I will stay like this. Okay, half of your face. Chụp hình giống nhau á. So he just told me that you guys are the same. Oh, very shy. Yeah, I mean, I think I'm more shy. Các bạn nên học cái từ đấy. Cái từ đấy có nghĩa là những người hướng nội. Mình là những người hướng ngoại. Nó chả liên quan. Hương vị của nó thật sự rất là ngon. Nó kiểu rất là mặn luôn ấy. Nó kiểu rất là mặn, rất là chua mà. Nó khá là hoài hòa. Nói chung thì mình thấy nó rất là đậm đà. Đặc biệt ở đây 15.000 có hai quả trứng thì mình rất là thích. Không biết sao mà ngoài trứng ra thì mình còn thích hành phi nữa. You know, the fried onion. Yeah. The fried onion, I love them. Fried onion in here? Yeah. How do you call trứng cút in English? Trứng cút, like the egg? The little egg? In Korean? Mm-hmm.
no, English. Do you know? I don't kill egg. I don't. I'm not sure. Yeah, but in Korea. You wanna know Korea? Yeah. Naturally. Okay. Thank you, dear. Naturally, yeah. Tôi không có xin đây để nói tiếng Hàn đâu mấy má ơi. No, no, I could not. Rồi bây giờ tụi mình sẽ ăn hết cái bịch này xong mình sẽ move tới món tiếp theo. Rồi tụi mình đã đến với điểm ăn thứ hai. Đây là quán kem Nari ở trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Mình cá là tất cả các bạn ở đây đều kiểu biết cái chỗ này đúng không? Mình vẫn ở với hai người bạn này. Mình thì đang ăn Singapore. Cái này là kem bơ chứ. Cũng có ăn kem bơ luôn. Còn các bạn thì đang ăn chè thập cẩm. So let's eat. Thì cái kem ở đây mình thấy nó là kiểu tinh tế, nó rất là ngon ấy. Thật ra thì mình chưa từng thử kem bơ ở bất kỳ chỗ nào khác. What are you doing? Mình chưa từng thử kem bơ ở chỗ nào khác. Nhưng mà kem bơ ở đây mình thấy nó khá là mát nè. Ăn nó cũng có cảm giác giống như là nó các bạn cảm mình bị nhiễm dị chi bên Estreno á, là lúc nào cũng kiểu mát mát ngậy ngậy thanh thanh và bơ rất là dẻo, rất là ngon, đặc biệt những bạn thảo mộc rất là thích. Còn đây là chè của bạn thứ ba, bạn thứ ba bị chè mặt rồi vô đi đâu như thế. Chè của bạn thứ ba mình nghĩ cũng sẽ rất là ngon. Okay, và tụi mình đã tới điểm ăn thứ ba rồi. Đây là một điểm ăn có lẽ là mới với người Đà Lạt. Mình nghĩ là nhiều người vẫn chưa biết đâu. Thì đây là tiệm mì ramen ở trên đường Phạm Ngũ Lão. Thì bây giờ các bạn này có thể thấy không? Trời ở ngoài đang mưa cực kỳ to và tụi mình thì ướt hết rồi. But it's okay, được ăn là sướng rồi nha. Họ lại tiếp tục nói cái gì đấy. Các bạn có thể thấy là gia vị ở đây có ớt nè, có cái này cũng không biết là cái gì nhưng các bạn thử, mình nghĩ là xì dầu với lại là ớt hoặc là satay, mình nghĩ là satay. Ở đây có phục vụ trà rất là ngon. Say hi. So you're watching First Date. Yeah, first date. And I'm from Korea. My name is Sansor. My name is Sansor Park. And because tôi là người không cảm xúc. Tôi có thể nói ngon. Không ngon. Okay. That's it. I cannot say anything. Maybe if it's so delicious, maybe I would say delicious. Ngon vai. Okay. Yeah. Cool. Thank you. Subscribe our channel and like the video. Thank you. Cái bạn này nè, mình thấy cái bạn này đó là chưa bao giờ ăn thử ra bên Nhật hết. Còn cái anh Hàn Quốc là ăn rồi. Và cái vị ở đây thì nghe nói là một cái vị mix kiểu có một tí Trung Quốc, một tí Việt Nam, một tí Nhật Bản, là kiểu rất là mixture của ba cái nước đấy. Nên mình không có biết là liệu là cái mì này nó có là chắc chắn là nó không original rồi, nhưng mà nó có vị quá lạ không ấy. Thì hôm nay sẽ có anh Hàn Quốc ở đây và anh sẽ ăn được và anh sẽ kiểu như là có thể give comments kiểu như là nó có giống như là với cái vị ramen original hay không. Tuy nhiên thì ramen này rất là ngon, mình cảm thấy rất là ngon. Cái tô ramen các bạn có thể thấy nè, nó có trứng, có thịt xá xíu, có thịt sườn. Thịt sườn ở đây thì siêu mềm luôn, nói chung là cực kỳ ngon. Và nhìn cái tô thì nó cũng rất là hấp dẫn đúng không? Ok. Họ đang kiểu mời nhau bằng tiếng Hàn, nhưng mà mình thì không thể nói được tiếng Hàn nên bỏ qua. Jamokasimita. Seriously. See, I told you. Đây là cái sợi mì. Nó có vẻ khác so với lần trước mình ăn đúng không? So was it good? If you want. And how much is this? Like 30? No, it's just a bit more expensive. How much is it? 45. Yeah, I think it's okay. For ball brand, I think that's 45 is kind. Yeah, that is okay price. If you eat ramen, it's about it may cost you about double or triple. Thôi, vẫn tiếp tục nói. Speaking all the time. Mình thật sự rất là thích miếng xa xíu ở đây. Miếng xa xíu kiểu siêu mềm, kiểu siêu đậm vị.
hay lắm, vì không thể kiếm được ở đâu luôn ấy. Còn đây là cái trứng hoàng đào. Đây cũng là cái phần mà mình thích nhất khi mình ăn mà ramen ở đây luôn. Nói chung là mình là con người thích trứng. Swim a little bit. So good, man. When you come here a lot, why did you get lost? Ngoài ra thì có mấy sợi trứng cắt rất là mong. Cực kỳ cưng. Nói chung là lần đầu tiên mình thấy mà trứng mà kiểu cắt tinh tế vậy luôn hiện nay. Bạn có thấy không? Cực kỳ mong. On the road, I saw her chest. So I'm not an expert on ramen, but this, I can say this is a little bit different than I tried in Korea and Japan. But it's still good. Mm-hmm. Yeah. So it's non buy. You should try it here. Yeah. Okay. Thank you, Han Hoàng Phúc. Thì nước ở đây nó khá là ngon, nó hợp khẩu vị. Có thể rất nhiều người sợi mì ở đây cũng khá là dày, ăn khá là ngon. Nói chung thì nếu mà bạn là một người đang ở đây và không muốn biết ăn ở đâu thì tới chỗ này đi, chỗ này phải là một cái chỗ phải đi. So mình nghĩ là video của tụi mình đến ngày hôm nay là kết thúc rồi, tại vì nó sẽ rất là dài rồi. Mình nghĩ là nó sẽ tầm I don't know about cái cỡ 10 phút rồi đó. Vì vậy nha, hẹn các bạn, thì các bạn có thể trong những video sau.